Tèo nè, lỡ mà tía tao bỗng biết được chắc cũng quánh tao chết luôn mày ơi. Không biết bác ba có nói chuyện này với tía tao biết không nữa. Chuyện gì nó tới thì nó tới. Ủa bác, bác Sáu. Mày Tía mày trốn ở đây phải không? Không phải. Mày trốn ở đây để mày gặp mấy hai phải không? Bác Sáu. Tía. Bác Sáu. Trời. Tía ơi. Trời. Sao tía? Sao tía mày ở đây? Ủa sao tụi mày ở đây? Tía. Lo đưa tía đi về đi. Dạ dạ. Mẹ lên. Trời ơi mày đưa. Mày đưa tía mày về quay. Lên. Trời ơi. Đưa tía mày về nhẹ lên. Có hộ không? Có hộ không? Đưa về nhẹ lên. Mày đi đâu? Mày đi vô đây. Sao vậy tía? Mày đi vô đây. Dạ con. Tao ra ngoài tao đưa ông về. Còn mày ở đây, mày trả tiền cái bàn này, rồi trả tiền luôn cái bàn bên kia. Mày nhớ nha, mày chắc chắn là mày nghe chưa? Mày nhớ rồi, mày nhớ rồi chưa? Tía, tía. Trời ơi. Vô cái đi. Vô đi, mời anh. Cạn ly. Sao vậy? Qua đi nhậu là phải chơi cho nó vui hết mình. Tôi thấy hình như gương mặt anh có cái gì mà lấn cấn gì mà cái mặt cứ dầu dầu hoài vậy. Sao rồi? Con trai anh lúc này sao? Vợ con gì chưa? Ủa sao kỳ vậy? Gì kỳ vậy? Thiệt không dám giấu gì anh Bảy anh Ba. Tôi cũng đang nhức đầu cái chuyện vợ con của thằng Nghĩa nè. Ủa sao, sao vậy? Nè tôi thấy thằng Nghĩa đó nha, nó rất là lễ phép, rất là đàng hoàng. Bà con ở lối xóm này là ai cũng quý mến nó hết trơn hết trọi. Tôi á thì tôi muốn cho con mình á nó cưới vợ ở nước ngoài, còn thằng Nghĩa chỉ muốn cưới vợ ở đây. Thành ra hai cha con cứ hụt hạt với nhau hoài à. Anh Ba anh Bảy thấy khổ không? Nè, sao cái tư tưởng của anh á giống y chang cha Sáu vậy? Giọng ngoại. Làm cha làm mẹ mà ai không muốn cho con mình có chỗ yên bề gia thất cho nó tốt anh Ba anh Bảy. Hèn chi bởi vậy ngồi nhậu mà cứ cái mặt buồn hiu à. Hôm nay á thì tôi qua đây không giấu gì anh Ba với anh Bảy. Có giấu cũng thấy à. Trước á thì uống ly rượu với anh Ba anh Bảy, nhưng mà tôi cũng muốn nói với anh Bảy chuyện này. Rồi làm cái đi, làm cho nó xôn rồi có gì tâm sự. Rồi vô cái đi. Dạ. Uống đi, vô cái đi. Rồi nói đi. Anh Bảy á là người ở Mỹ lâu rồi. Anh Bảy coi có gia đình nào có con gái được được, anh Bảy giới thiệu cho thằng con trai tôi. Về sau này tụi nó yên bề gia thất, tôi không quên ơn anh Bảy trời, đâu. Trời ơi, bạn bè với nhau lâu năm rồi mà ơn nghĩa gì không biết nữa. Chỉ có vậy thôi phải không? Trời ơi. Nè bây giờ á tôi cũng chưa dám hứa chắc điều gì hết á. Dạ. Nhưng mà tôi sẽ để ý dùm anh ha. Rồi tôi sẽ chọn, tôi gạn lọc coi chỗ nào mà xứng đáng, nó vui vẻ không. Tôi sẽ làm mai cho anh yên tâm đi. Được anh Bảy nói như vậy á là tôi như mở cờ trong bụng rồi. Vậy hả? Tốt quá rồi. Bây giờ tôi cảm ơn anh Bảy. Rồi. Dạ anh Ba trước nha. Rồi vô cái đi. Vô dạ. Vô cái nữa đi. Cạn cái đi. Dạ. Tía. Tía. Mày coi, mày rước con nhỏ đó mày về mày sống với nó luôn đi. Tao ra khỏi nhà này. Thôi mà tía, con xin lỗi tía. Mày đừng có gọi tao bằng tía nữa. Tao không có thằng con nào như mày hết. Tía, tía tha lỗi cho con mà tía. Tía. Tía, mai mốt con không dám vậy đâu nữa tía. Tía. Sao không nói tiếng nào hết trơn trọi vậy? Thì bà chửi con nó rồi còn gì nữa mà nói. Ông bắt cười quá. Ông làm như bé hai là con của tôi với cha nào á, chứ không phải con của ông. Con như vậy mà không thèm nói tiếng nào hết trơn à? Cái bản tính của tôi á thì tôi rất thích. Con mình nó thương ai á thì gả cho người đó. Nó thương đúng người thì mình gả nó là mình đã thấy mình vui trong bụng rồi, chứ không phải giống như bà ha.
Bà cứ càm ràm, bà cứ rầy tới rầy lui, rồi cuối cùng quyết định của bà là sai. Để cho con mình nó đau khổ đó, tôi không có làm được giống như bà đâu. Ủa ông, bộ ông yêu cha Sáu hả? Hay là cha Sáu bỏ bùa mê thuốc lú cho ông sao vậy? Bà nói chuyện ra lúc nào mở miệng ra cũng toàn là những lời độc địa không à. Nói chuyện gì kỳ vậy? Bà ăn nói cho cẩn thận một chút xíu có được không? Tôi vậy đó, tôi thương con tôi không muốn cho nó khổ. Bà nhìn thấy tương lai của nó như thế nào mà bà khẳng định sau này nó sẽ khổ? Ủa, thấy rõ ràng ra, rành rành trước mắt bộ ông thấy hả? Ông Sáu, ông không thương con bé Hai à. Rồi bây giờ con bé Hai lọt vô nhà ông Sáu thì ông thử coi, ông sẽ hành hạ con nhỏ cho khổ cho chết. Thì bây giờ tại sao bà đó khẳng định như vậy? Thôi thôi, chị ba, anh Sáu không có xấu như chị nghĩ đâu. Đó, bà nghe chưa? Trời ơi, anh Bảy ơi là anh Bảy. Tại vì anh ở bên nước ngoài, lâu lâu anh mới về Việt Nam, anh gặp ổng, cho nên anh mới nghĩ là ổng tốt. Chứ còn tôi nè, tôi sống với ổng lâu năm rồi. Gì? Không phải, bà mới ý của tôi gì? Ý là tôi biết, tôi ở gần ông Sáu từ hồi nào tới giờ rồi. Tôi biết rõ ổng mà, ổng có tốt đâu. Theo tôi á, vợ chồng là duyên số. Đó, nghe không? Tôi thấy là con bé Hai với làng Tâm á, nó rất là xứng đôi. Cái người phụ nữ á, mà được may mắn hạnh phúc là tìm được một người chồng biết thương yêu, biết lo lắng. Em nói thiệt với anh nha, bây giờ có cái câu nói á, có tiền mua tiên cũng được, chứ đừng nói mua người. Sai rồi chị à. Thằng John Hai nhà tôi á, nó rất là giỏi giang, chị thấy không? Nó làm ra tiền ghê lắm. Nhưng mà tự hỏi đồng tiền nó có mua được con vợ nào mà đảm đang biết thương yêu nó không? Bằng chứng bây giờ này, hiện nay này, nó vẫn còn độc thân. Tại nó kén. Trời, không phải. Bây giờ đừng nói đâu xa, bây giờ tôi lấy gia đình điển hình của tôi để nói cho anh chị nghe. Anh nói đi. Nếu mà muốn có một cái cuộc sống đầy đủ sung túc ha, thì ít nhất phải làm cật lực, rất là vất vả, sống phải biết tiết kiệm từng đồng từng cắc thì mới có dư. Đó, bà nghe rõ chưa? Còn nữa nè, cái này nó nhỏ trong gia đình mình nghe, thấy không? Nó đẹp quá đúng không? Đồ toàn hàng hiệu thôi phải không? Đó, không phải mà vô cái sắm liền đâu chị. Tụi nó phải chờ cái dịp nào mà giảm giá nó sắp hàng nó mua. Ủa vậy hả? Vậy đó. Ta nói ở bển làm việc á, là phải cật lực cả tuần lễ luôn, chứ không phải là thư thả cà kê như ở đây đâu. Ê, chết. Ủa, rồi vậy Bác vậy Bảy anh? Mình đi thôi em. Thưa bác Bảy, thôi bác Bảy, người thương của bay đó hả? Bác Bảy đừng nói tía con nha, còn giấu tía con á. Dò mặt tao bộ nhiều chuyện lắm hả? Đâu có đâu. Hai đứa bay thương nhau lâu chưa? Mai là tình đầu của con. Nhưng mà tía con không thích lắm. Bác cũng biết tính tía con rồi đó, kêu con chia tay vì thấy không hợp. Bác Bảy giữ kín chuyện này giùm con nha. Thưa bác Bảy, con về. Anh à. Dạ. Có điện thoại này con. Dạ, cảm ơn má. Dạ, alo. Ủa, bé Hai hả? Chị Hạnh nè, có chuyện gì hả em? Chị biết rồi, vậy để chị qua liền ha. Cúp máy nha, bye bye em. Bé Hai gọi hả con? Dạ, bé Hai nói là bác Bảy, ba của anh Trần Hai kêu con qua ăn cơm. Rồi vậy con có đi không? Con nghĩ là con phải đi đó má. Nhưng mà ông biết hai đứa con quen nhau, ông không phản đối, kêu qua ăn cơm, vậy có sao không con? Không có sao đâu má. Thôi con vô thay đồ nha, không thôi là trễ đó. Ủa, có chuyện gì bà đứng thơ thẩn gì bà? Tía thằng John Hai á, có gọi điện kêu Hạnh nhà mình qua ăn cơm. Cái gì? Tía thằng Hai? Ừ. Ủa, chứ không phải ông phản đối hai đứa quen nhau sao?
Bởi vậy tôi mới lo nè. Tôi không biết ổng kêu qua rồi có chửi nó hay không. Kệ, không đến nỗi gì đâu. Ổng đâu phải là dạng người hồ đồ đâu bà. Không lẽ ổng chấp nhận tụi nó. Thôi, tới đâu hay tới đó, mà lo chi cho nó mệt. Thôi vậy vô cái đi, vô cái đi. Đây, rồi vô. Dạ, Tía. Cơm hôm nay làm ngon lắm đó con. Dạ, dạ. Sao, Hạnh đã có bến nào để mà nương thân chưa? Dạ, con... Con cứ tự nhiên thoải mái đi. Coi như đây là nhà của con vậy đó. Ở đây ai cũng quý mến con hết á. Dạ, con cảm ơn bác. Cái chuyện này á, tôi dắt John hai về đây tìm vợ cho nó, nhưng mà chắc là thất bại rồi. Bởi vì cái xứ này hả, đa số con gái bây giờ đã có chồng có con nè. Cái lỡ thời lớn tuổi rồi, tôi không có chọn được ai hết trơn hết trọi rồi. Tía, đang ăn cơm tự nhiên Tía nói mấy chuyện này chi vậy? Con sao đâu con. Tại vì Tía thấy con Hạnh nó giống như người trong nhà, Tía nói vậy thôi. Có sao đâu ha? Dạ. Những lời Tía nói vừa rồi em đừng để bụng làm gì nha. Em không ngại khổ ngại khó gì đâu. Em chỉ sợ làm cho Tía anh buồn thôi. Anh sẽ tìm cách thuyết phục Tía để Tía chấp nhận hai đứa mình. Mà em thấy Tía của anh cương quyết lắm. Em chỉ sợ... Anh chỉ muốn em đừng để ý những lời nói của Tía mà làm ảnh hưởng tình cảm của hai đứa mình. Hãy cho anh thời gian đi, rồi anh sẽ cố gắng thuyết phục Tía. Anh tin rằng Tía sẽ chấp nhận hai đứa mình mà. Vậy là khỏe rồi anh ha. Hòa nhau vậy thì mừng chứ. Chứ anh sao? Dạ. Chuyện của mấy đứa nhỏ mà. Đúng phải rồi. Cho nó tự do chứ. Đúng rồi. Tình yêu của mấy đứa trẻ mà khó khăn chi ta. Ủa, ai như là thằng John Hoa với con Hạnh đó. Ủa, trời đất ơi, ủa sao tụi nó lại ngồi ở đây? Trời ơi, tụi đã cấm rồi mà tại sao tụi nó lại cãi tôi? Cái thằng này phải cho nó một trận. Ê, được, thôi, đừng anh biết tình thật. Ủa, con làm gì đứng mình ên đây vậy? Bác Bảy ra đây có một mình hả bác Bảy? Có một mình à. Ủa rồi sao mặt mày ủ dột dữ vậy? Con buồn quá bác Bảy ơi. Tao biết rồi. Vậy là con buồn Mai phải không? Hai đứa tụi bay gây lộn phải không? Con với Mai không có sao. Người lớn ở nhà thì có sao. Ủa, vậy là sao? Nếu mà thiệt lòng là thương con Mai á, thì bác nghĩ là hai đứa tụi bay cứ nói thiệt cho cha mẹ hai bên đi. Dạ có chứ, con có nói rồi. Rồi sao? Nhưng mà không được bác ơi. Ủa sao kỳ vậy? Mẹ của Mai thì muốn Mai lấy chồng Việt Kiều. Bà của con á thì lại muốn con lấy vợ nước ngoài. Vậy là ba của bay cũng có tư tưởng là lấy vợ lấy chồng ở ngoại quốc phải không? Dạ. Nếu mà không lấy được Mai chắc con vô chùa tu quá bác Bảy ơi. Thôi bác Bảy can con. Mày muốn cái chùa người ta bị đốt hả? Bác Bảy kỳ quá. Con đang buồn mà bác Bảy còn giỡn nữa. Sao không nói vậy được? Nè, ba của con á, coi như là ông kỳ vọng vô con, ông tin tưởng con á, mà bao nhiêu cái niềm tin là ông trao vô con hết trơn. Con mà đi tu là ông lại đốt chùa người ta đó. Mà không có Mai á, con thấy cuộc sống này không có ý nghĩa gì hết á. Vậy à? Vậy là hai đứa tụi bay thương nhau dữ lắm phải không? Bác ơi, cho con hỏi. Con hỏi gì? Bác Bảy. Tôi Bảy. Dung phải không? Dạ, con Dung nè.
cháu là Dung ở Garden Road phải không? Dạ đúng rồi bác. Bác Bảy mau quên quá. Bác có tới nhà con mấy lần để thăm ba mẹ con đó. Nhớ rồi, bác nhớ chứ. Nhưng mà tại giờ con mau lớn quá, con xinh gái quá, bác nhận không ra. Ba mẹ khỏe không con? Dạ vẫn khỏe thưa bác. Ủa sao con có mặt ở đây? Dạ con về thăm quê, lâu lắm rồi con mới được về thăm Việt Nam. Tại con vừa tốt nghiệp xong đại học nên ba mẹ thưởng cho con một chuyến về thăm Việt Nam đó bác. Vậy hả? Vậy là vui rồi. Nhưng mà con về đây con thấy sao? Dạ vui ơi là vui đó bác. Quê mình mà con vui lắm. Ủa con ở gần đây hả? Dạ nhà con ở xóm Cù Lao dưới đây nè bác. Bác cũng ở gần đây nè. Dạ khi nào bác lại về Mỹ? Công việc xong lúc nào thì bác về lúc đấy à. Dạ. Thôi bác đi nha. Dạ. Nè quên nữa, chứ đâu rảnh á, con qua nhà bác chơi. Dạ. Quên. Con cho bác số điện thoại đi. Dạ bác đưa phone ra cho con. Con bấm số của con qua cho bác nha. Điện thoại đổ chuông rồi nè bác. Con gửi bác nha. Rồi khi nào rảnh bác nhớ gọi qua cho con nha. Rồi bác sẽ gọi. Hồi nãy con muốn hỏi thăm nhà ai vậy? Dạ nhà bác Hai Lúa. Bác Bảy biết rồi. Đây nè, con đi hết con đường này tới đó nghe không? Cái vô đó con biết không? Đó. Rồi cái con thấy cái chợ đằng kia không? Dạ. Đó, ở đó là con cháu của ông ở đó đó. Con tới đó con cháu ông chỉ con nghe không? Dạ dạ. Con cảm ơn. Dạ thôi con đi nha bác. Ok. Rồi nếu thật sự hai đứa tụi bay muốn đến với nhau, thương nhau thiệt là thương, tao sẽ có cách giúp. Bác Bảy có cách hả bác Bảy? Có chứ. Tía, tía đi đâu vậy tía? Tôi đi đâu kệ tôi. Tía, tránh đường ra. Thôi tía. Tía còn giận con hả tía? Thôi mà tía. Thôi được rồi, sau này tía nói cái gì con cũng nghe hết á. Con hứa luôn á. Mày hứa là tía nói cái gì mày cũng làm phải không? Như vậy mới đúng là con ngoan của tía chứ. Thật là không uổng lòng mấy lâu nay tía dồn hết tình thương cho con đó. Ai gọi vậy? Alo. Tụi đây anh Bảy. Sao anh? Sao? Anh nói rõ lại tôi nghe con thì sao? Được. tốt lắm anh, tốt lắm. Anh sắp xếp cho tụi nó gặp liền nha anh. Rồi, cảm ơn anh. Mày đúng là số hưởng đó con. Tự nhiên có người mang vợ đến tận nhà cho mày luôn. Tí nói gì mà con chưa hiểu? Từ từ rồi mày sẽ hiểu nghe. Thôi đi con. Đi. Thật lòng thì bác rất quý cháu, nhưng mà bác không thể nào chấp nhận con trai của bác lấy một người con gái đã có con. Thật lòng là vậy. Bác mong con hiểu cho bác. Dạ thưa bác, con thực sự xin lỗi bác. Con biết là con quen với anh Trần Hai là con làm buồn lòng bác lắm. Con hứa với bác, sau ngày hôm nay con nhất định sẽ rời xa anh Trần. Con chào bác. Con phải nhớ những lời bác dặn nghe. Dạ. Nè, nếu cần á, làm lố thêm chút xíu cũng được. Bác Bảy cứ yên tâm, con sẽ làm cho bác trên cả hài lòng. Rồi, vô đi. Dạ. Con tía, giờ con mới thấy tía mặc bộ đồ này nha. Công nhận á, tía bảnh thiệt á. Nhớ hôm nay đâu phải ngày Tết đâu. Sao không bảnh được mày? Tía mày á, lúc nào cũng vậy hết á. Mình qua nhà người ta, muốn người ta chú ý, mình phải trịnh trọng chứ. Đúng ra con còn phải trịnh trọng hơn nữa chứ. Cái thằng này. Con bận vậy được rồi. Anh Bảy anh ba có nhà không? Ồ.
Dạ hơn bảy. Rồi mới qua phải không? Rồi rồi dạ. Ngồi dạ bác bảy. À con, ngồi đi ngồi đi. Mọi người đi đâu hết? Có mình anh ở nhà hả? Ờ con mình à, mấy người à, đi đám giỗ hết trơn rồi. À rồi à, à, à tôi ở mình anh ở đây thôi. Ở bển đâu có nhà đâu. Thì giờ đi tạm trú ở đây thôi. Thôi vậy là đi hết. Ờ đi hết. Anh ở nhà hả? Ờ đó. Rồi tôi chọn cái địa điểm này cho nó thuận lợi, thấy không? Để cho gặp gỡ với nhau, giống như cuộc trao đổi qua điện thoại với tôi với anh chính. Nhân vật chính mà, chờ chút đi. Lên đâu? Dạ. Anh Bảy thiệt là chu đáo. À, chứ sao? Đó, thấy chưa? À, giới thiệu với con, à, đây là bác Chính. Hello, bác Chính. À, còn đây là Nghĩa, con trai của bác Chính đó. Hello, anh Nghĩa. Phải nói là tôi nghe tên Linda là thấy tên nó tay làm sao á. Rồi gặp người Linda sang trọng, trắng trẻo. Đúng là ở nước ngoài có khác đó anh Bảy. Sao anh? Ở bển hả? Không khí mát mẻ. Thành ra hả? Con gái hả? Nó mơn mởn, nó trắng da đẹp lắm, mà nó to cao nữa. Ăn trái cây, ăn trái cây. Ở bển anh thích này lắm á. Linda. Ủa, bác không biết ăn trái này hả? Để con đi làm trái khác cho bác nha. Anh Nghĩa. Anh hả? Đi cùng em. Đi Nghĩa. Mẹ con. Con đi nha bác. Dịp mai mà. Dịp mai không đến hai lần. Tôi cũng muốn nhân cơ hội này cho thằng Nghĩa làm quen, để có dịp nó tìm hiểu đó mà. Chứ sao? Anh thấy không, con gái sống ở nước ngoài nó tự nhiên vậy đó. Dạ. Nhanh lắm, thấy không? Với lại tôi thấy như vậy nè, cũng thuận lợi chứ. Nếu mà anh muốn con dâu ở nước ngoài á, tôi nghĩ là vậy đi. Bây giờ tôi sẽ để con bé Linda nó qua nhà anh nó ở, để nó có dịp gần gũi gần với thằng Nghĩa, rồi hai đứa tìm hiểu với nhau, nó mới yêu nhau cho nó nhanh, thấy không? Được không? Nếu mà hai đứa tụi nó thành á, thì chuyện đó quá tốt rồi. Ờ thì dĩ nhiên. Mà tôi chỉ sợ tụi nó không thành. Sao? Thì ngại với hàng xóm. Gì đâu mà cần lo. Thì cục lắm anh ơi. Anh mới là lạc hậu đó. Anh là nhà trai, người ta là nhà gái, người ta không ngại, anh lấy gì anh ngại ha? Mà anh vẫn còn quên một điều quan trọng nè. Sao anh? Nhà anh quá trời đất luôn. Cái này tôi nói mà rủi mà tình hình nó xấu đi nghe không? Dạ. Nó không thành nghe. Anh đi qua cái nhà khác anh ở ai biết được, thấy không? Anh đúng là ở Mỹ về á. Chuyện gì anh cũng nghĩ ra được hết. Trời ơi. Còn vậy mà tôi nghĩ cũng không ra. Đó, được chưa? Hay quá, cảm ơn anh Bảy. Người ta yêu nhau á sao mà dễ dàng quá, còn em với anh yêu nhau sao mà khó khăn ghê luôn á. Tại sao yêu nhau không đến được với nhau? Trời ơi thôi, giờ này mà còn ca hát được nữa hả? Rồi tí anh cứ vậy hoài tính sao bây giờ đây? Thì tới đâu hay tới đó, chứ biết tính sao giờ. Ủa bộ tí anh đuổi anh đi luôn hả? Thì anh phải đi chứ biết sao giờ. Còn em thì sao? Trời ơi, anh nói là anh đi chứ có nói bỏ em luôn đâu mà em lo. Mai mốt á, anh tìm cái chỗ nào gần nhà em, cái hai đứa mình dễ gặp nhau, chịu không? Bộ anh không sợ tía từ anh hả? Tía anh á, tuy á, ổng nóng tính vậy thôi, nhưng mà ổng yếu lòng lắm. Với lại anh á, là quý tử của ổng mà. Vậy con trai cưng mà. Chà, tự tin quá ha, con trai cưng đồ ha. Chứ sao. Chết rồi. Sao trùng hợp vậy, má em gọi. Thôi em về trước nha. Em về đi. Anh về luôn. Dạ dạ dạ, con về nè tía. Hạnh ơi, nghe máy đi em. Em có bị sao không vậy? Gọi cả tiếng đồng hồ mà không bắt máy là sao?
Đi đâu đó? Tía, ngồi xuống, tía muốn nói chuyện với con. Dạ, con định qua nhà Hạnh. Con không biết cô có chuyện gì hay không mà con gọi từ hồi nãy tới giờ cô không bắt máy. Con không có đi đâu hết đó. Tía đang mệt lắm, ở nhà lo cho tía. Con đi rồi con về liền à? Để con kêu bé Hai lo cho ở tía. Ở nhà. Sao vậy tía? Riết rồi mày coi nó còn trọng hơn tao nữa hay sao? Tía đã cấm rồi, không cho con qua lại với con Hạnh mà tại sao con không nghe tía? Tía ơi, vì lý do tía buộc con xa Hạnh không thuyết phục cho nên con không thể nào làm theo lời tía được. Tại vì thể diện của gia đình, thấy không? Vì danh dự của tía với má, các em và gia đình. Như vậy là sai sao? Nhưng mà Hạnh làm gì sai hả tía? Ai cũng có quá khứ hết, miễn sao họ sống tốt là được rồi. Bây giờ tía muốn con lấy một người phụ nữ đã ly hôn chồng mà con sống hạnh phúc, hay là tía muốn con đau khổ khi lấy một cô gái có quá khứ trong sạch mà con không yêu? Không yêu rồi sẽ yêu. Con cũng đã làm theo lời của tía rồi chứ có phải con không làm đâu. Con cũng về Việt Nam con tìm vợ, nhưng con gặp toàn là những cô gái không ra gì. Họ chỉ vì ham tiền, ham cái mắt Việt kiều của con mà biết bao nhiêu chuyện xấu đã xảy ra. Con nói thiệt với tía nha, bây giờ con thật sự mất lòng tin ở phụ nữ lắm rồi tía. Phụ nữ thì cũng có 5-3 loại phụ nữ, chẳng qua là tại con chưa có duyên. Cái duyên con chưa tới thì con chưa gặp cái người đàng hoàng thôi. Con đã gặp rồi, đó là Hạnh. Hạnh là một cô gái tốt, đàng hoàng và yêu thương con thật lòng không hề vụ lợi. Tao đã nói hoài, mày đừng nhắc tên con Hạnh trước mặt tao, sao mày không nghe? Con không muốn cãi nhau với tía, con rất là thương tía, nhưng con xin lỗi tía. Nếu như con không lấy được Hạnh, con thề với tía, suốt cuộc đời này con sẽ không lấy một cô gái nào khác hết. Mày là thằng bất hiếu. Nè nè, bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Bớt nóng, bớt nóng. Anh đừng có nóng, anh mà nóng là có hại cho sức khỏe lắm nha. Nghe lời tôi nha, từ từ rồi mình khuyên giải nó. Trước sau gì tôi nghĩ nó cũng sẽ nghe lời anh thôi, nó là một đứa con có hiếu mà ha. Trời ơi, dọn cái mâm cơm mà chậm như rùa, nó muốn chết à? Sao không dọn xuống dọn đi mà ngồi đó nói? Người ta là khách, là vợ tương lai của anh, là dâu của tía, chưa chi anh đã mặt nặng mày nhẹ với tôi là sao? Nè, hai đứa đừng có gây cãi nữa. Nghĩa à, cái này là do tía không cho Linda xuống dọn cơm đó. Đó, anh thấy chưa, tía kêu tôi ngồi thì tôi phải ngồi thôi. Sit down please. Thôi bây giờ á, cơm nóng, canh nóng, thức ăn lên rồi, ăn cơm đi, để nó nguội đó con. Tía nên đổi chén đũa mới, xài đồ mới, ăn uống cho vệ sinh. Rồi rồi, để mai tía mua đũa mới cho con. Nhớ mua đũa trắng, đừng mua đũa đen. Được được con. Con không quen ăn cay, sợ nổi mụn. Tía lấy cho con chén mắm khác đi. Con, đi xuống dưới lấy chén nước mắm cho em đi con. Em đâu có biết đồ ở nhà mình để đâu, em nó mới đến mà, đi con. Tía, tía ăn chôm chôm đi nè. Rồi, ngọt lắm. Cảm ơn con. Tía, tía. Anh Trần Hải tới kìa. Tía lựa lời nói là con có nhà giùm con nha, có gì con giải thích với tía sau nha. Chuyện gì vậy con? Dạ. Mới qua hả Hai? Con chờ chú Thiếm. Chú Thiếm cho con hỏi Hạnh có nhà không vậy? Con Hạnh mới xách giỏ đi chợ rồi. Ủa vậy hả? Vậy để con đuổi theo Hạnh nha. Nó không phải mới đi, mà cô không phải là đi lâu, mà nói chung là đuổi theo không kịp đâu. Vậy thôi, để con về đây chơi với chú Thiếm, để Hạnh về cũng được. Thôi con đi về đi, con Hạnh nó không có muốn. Ý là nó qua nó gặp bà Vũ Năm rồi, lâu ngày quá không gặp, không chừng nó ở bển nó chơi rồi không biết chừng nào nó mới về nữa. Dạ không sao đâu, con cũng không có bận việc gì. Chú Thiếm có cần gì không con giúp cho. Thiếm cảm ơn con. Con đi về đi, ở đây cũng không có gì cho con phụ hết á. Thôi để chừng nào con Hạnh nó về á, rồi Thiếm nói nó gọi điện lại cho con nha. Chắc là Hạnh không có gọi lại cho con đâu. Tối qua con có gọi điện nhắn tin cho Hạnh mà không thấy hồi âm gì hết, cho nên sáng nay con mới chạy qua coi Hạnh có sao không. Cũng may là Hạnh không có bị gì hết. Hay là con làm gì cho Hạnh giận rồi phải không? Con cũng đang muốn biết chuyện đó đây nè, cho nên con muốn gặp trực tiếp Hạnh để hỏi. Nó muốn tránh mặt con á, thì con có ngồi đây cũng không có gặp được nó đâu. Mà nó biết con ngồi đây á, nó không dám về nhà. Rủi có chuyện gì xảy ra, chú còn lo hơn nữa. Con thôi bây giờ vậy nè, chú thấy con đi về trước đi,
rồi con anh nó về đó, chú sẽ lựa lời chú nói, rồi có gì chú báo tin cho con nghe. Chứ bây giờ chú đau lưng quá, chú ngồi không nổi. Con xin lỗi, con vô ý quá. Vậy mà nãy giờ con để chú với thím ngồi tiếp con. Thôi con xin phép về nha. Khi nào Hạnh về chú nhắn lại giùm con nha. Con về đi, có gì về. Có gì chú nhắn giùm cho. Dạ. Con về nha, đi cẩn thận nha con. Nó chịu về á, tôi hú hồn luôn vậy á. Con cách đo nó mới về thôi chứ sao bà. Ủa, nãy giờ bay ở trong mới nghe hết rồi hả? Con thấy xót lắm tía, nhưng con biết phải làm sao bây giờ. Bác Bảy đã gặp con, bác Bảy đã nói thẳng với con, bác Bảy không muốn con qua lại với anh hai nữa. Cha mẹ nào mà không thương con, giận người ta lạnh lùng với con mình chỉ có một thôi, mà giận chính bản thân mình là 10 đó con. Việc tôi gây ra để con gái tôi ân hận lắm. Tôi là người cha không ra gì mà. Thôi mà tía, tía đừng có trách tía. Tại cái số của con, cái số của con nó lận đận thì con phải chịu rồi. Mà con cũng muốn chuyện tình cảm của con mà làm nhiều người buồn phiền như vậy nữa. Thà là con chịu khổ mình con đi, con buồn mình con là được rồi. Nhưng mà con dự tính như vậy, rồi thằng hai nó cứ như vậy thì sao? Không sao đâu má. Con nói thẳng với anh, rồi con bay trở về Mỹ. Lúc đó con gặp ảnh nữa, con cũng xin nghỉ làm luôn, con kiếm chỗ khác con làm. Từ từ rồi anh cũng quên thôi mà. Ủa bác à, vô đi con. Bác bác mới đi ruộng về hả? Đúng rồi, mới đi ruộng về. Bố con. Dạ. Bố có chuyện gì buồn hay sao mà tao thấy mày suy nghĩ miên man à? Tao kêu 2-3 lần mày mới nghe. Dạ, cô đang buồn vì sợ Hạnh tránh mặt con. Ủa, Hạnh tránh mặt hả? Chị, ủa mà như kỳ vậy, sao lại tránh mặt? Trời ơi, hôm bữa bác ba đi với Tuyết con, bác ba thấy rõ ràng là con với Hạnh hai đứa ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ tình tứ tình cảm lắm mà. Bác nói sao? Tía con thấy con với Hạnh ngồi tâm sự hả? Thấy, trời ơi, thấy rõ ràng luôn á. Rồi cái ổng thấy thấy rồi cái im re, cái xong ổng đùng đùng ổng giận ổng bỏ về á. Bữa đó chị đó. Không lẽ là tía? Cái gì? Con xin lỗi bác. Bây giờ con phải về nói chuyện với tía con. Bác cứ ngồi thông thả nha. Con xin lỗi bác. Bây giờ con phải về con nói chuyện với tía con. Bác ngồi đây thông thả nghe. Ủa sao tự nhiên mình nói cái chuyện mà tía nó thấy xong rồi nó bỏ về ta? Trời ơi, chết tôi rồi. Trời ơi, nói chi bây giờ mang giả cái miệng khổ ghê à. Rồi có cái gì cái rồi sao? Trời ơi. Tía, có phải tía đi gặp Hạnh không? Mày nói gì tao không hiểu. Tại sao tao phải gặp nó? Nếu tía không gặp cổ, không ngăn cấm cổ, vậy tại sao cổ lại tránh mặt con? Nói vậy là bây giờ con Hạnh nó nhức đầu sổ mũi ho hen là tại tía hết hay sao? Tía, tía đừng có nói như vậy. Con chỉ muốn nói chuyện với tía trong ôn hòa thôi. Con không muốn mang tiếng bất hiếu đâu. Vậy chứ con đến đây con tra khảo tía, vậy là con có hiếu đó hả? Nếu như tao gặp nó mà ngăn cấm nó không cho gặp mày, rồi mày làm gì tao? Mày giết tao hay sao? Vậy là tía đi gặp Hạnh rồi phải không? Tao cảnh cáo nó đừng bao giờ gặp mặt mày. Vậy thôi. Tía, con đã từng này tuổi rồi,
Tía đừng có độc đoán ép buộc con phải theo tía nữa. Đây là hạnh phúc cả đời con và tía. Đó, con à, chính vì hạnh phúc của con tía mới ngăn cấm con Hạnh. Nếu thật sự con Hạnh nó tốt á, thì tại sao chồng nó bỏ nó nuôi con một mình? Con à, con có ăn bùa mê thuốc lú gì của nó mà bây giờ con không biết gì hết trơn vậy? Tía ơi, cô có nỗi khổ của cổ mà tía. Tía đừng có đánh giá cô vội vàng như vậy. Tía, tía hãy tin và cho hai đứa con một cơ hội đi. Hai đứa con sẽ chứng minh cho tía thấy thật sự cô tốt như thế nào. Không, nếu mà con Hạnh nó biết nghĩ cho con á, thì nó không bao giờ gặp con hết. Đó là một cô gái xứng đáng đó. Rồi bây giờ trở đi, tía không muốn bàn đến cái chuyện này nữa. Cá không ăn muối cá ương, con hiểu rồi đó. Từ ra về sau liệu lấy thân đi, nghe chưa? Tía, tía. Tía, tía xuống ăn cơm với con. Tía, con nấu cơm con dọn sẵn rồi. Không có đói, mẹ ăn đi. Sao mà không ăn được tía? Tía nhịn đói mấy ngày rồi, không có ăn uống gì hết. Lỡ tía đổ bệnh, con biết làm sao? Y tế bên Mỹ giỏi lắm con. Bây giờ con chịu qua Mỹ là tía hết bệnh rồi. Trời ơi, tía đừng có nhắc tới chuyện đó nữa được không tía? Ở bên Mỹ thì sao chứ? Ở bên Mỹ đâu có tốt như gia đình mình. Bây giờ tía không ăn đúng không? Tía không ăn, con cũng không ăn luôn. Lỡ mà bệnh, tía con mình bệnh luôn. Mày không hả? Tao không ăn mắc mớ gì, mày theo tiết chi? Nè, con dọn cô nè. Nè, mấy ngày nữa nè, mày xanh xao nè, nhìn như bệnh hoạn vậy đó. Kệ, chết chung luôn cũng được. Trời ơi, mày không hay sao mày tự nhiên mày đổi chết chung với tao mày? Sao cãi tiếu hoài gì mà không chịu qua Mỹ? Mày nghe là mày hại phải không? Nó xuống mày phải không? Không có mà tía. Tía đừng có nói hoang cho bé hai. Bé hai chưa bao giờ mà làm cái chuyện đó đó. Tất cả là do con nè. Mày đừng có qua lại dưới đó nữa nghe chưa. Mày mê nó như điếu đổ. Mày sợ là mày đi xa rồi mày không gặp được nó, cho nên mày không chịu đi, đúng không? Tại sao mà tía chỉ thấy được một bề như vậy? Con thương tía nhiều như thế nào tía không biết hả? Thật sự chưa bao giờ con muốn xa tía hết á. Con qua bển thì sao chứ? Con cũng đi làm cả ngày, tối về mệt muốn chết, thời gian đâu nữa mà thăm hỏi, lo lắng được cho tía. Bộ tía thích cuộc sống lạnh nhạt như vậy hả? Sao lạnh nhạt được, thà là vậy đi. Bây giờ nè, ở bên đó có anh Bảy rồi, ở dòng sớm có anh Bảy rồi. Cần tao qua nhà anh Bảy tao chơi, con muốn đi làm tối cho con mình gặp. Mà dù trời có lạnh lẽo đi gì nữa, tía cũng chịu được. Vậy thì con á, thì miễn ở gần tía là được rồi. Chỉ cần gia đình mình vui vẻ hạnh phúc thì ở đâu con cũng thấy giống như Mỹ hết á. Thôi, không có nói nhiều nữa. Quyết định vậy đi. Tía. Đây. Trời ơi, sao em dám qua đây vậy? Bộ em không sợ má em với tía nữa? Tình hình còn căng lắm. Em biết là như vậy, nhưng mà em lo cho anh với lại chú Sáu quá, cho nên em làm liều luôn. Thương em quá à. Em có đem qua đây thuốc bổ nè, với lại canh hầm để cho anh với lại chú Sáu bồi dưỡng. Mấy bữa nay chú Sáu đã không ăn gì rồi. Em sợ là không có sức á. Canh hầm luôn. Bữa nay bé hai biết nấu canh hầm chắc ngon lắm á. Mà món nào bé hai nấu cũng ngon hết á. Mà anh ăn riết anh ghiền luôn á. Ghiền mà sao anh làm như là ngán vậy? Đâu có, thì anh đã. Vậy mai mốt em nấu cho anh ăn nha. Anh hả? Mà thôi, em qua thăm anh chút vậy thôi rồi em về. Chứ không thôi là tí anh thấy tí anh nói á. Sao nhanh quá vậy? Vẫn còn thiếu. Thiếu gì nữa? Thuốc men, cơm canh đầy đủ rồi, thiếu gì? Là em nói nhỏ này. Hả? Quỷ à. Thôi vậy đi, để lâu quá tía anh thấy. Em dặn nè. Nhớ là không có được cãi lại lời tía nữa nha. Anh biết rồi. Nhớ là
phải nhẹ nhàng với tía, để tía chịu ăn uống trở lại, rồi uống thuốc nữa nha. Rồi em biết rồi, thôi về đi. Ừ, thôi em về à. Mà khoan, nó nhỏ nghe nè. Ở đây nó nhỏ. Chào bác chú Phồn, không chơi nha. Có thôi, đâu đó đi. Không thích thôi, về à. Ê, bé hai, thích mà, thích. Trời ơi, sao tôi ngu quá vậy trời. Hạnh. Ông à. Con. Hạnh à. Hạnh. Em đừng tránh mặt anh nữa. Anh biết là tía anh đã gặp em để nói những điều không hay. Em đừng trách tía. Anh sẽ gặp tía để thưa chuyện với tía, cho tía hiểu chuyện của tụi mình. Nếu em cương quyết không gặp anh sẽ ở đây, anh không đi đâu nữa hết. Con à, con hãy nói chuyện trực tiếp đi, chứ con đừng có trốn tránh vậy hoài, không phải là cách đâu. Bây giờ hai đứa con hãy nói cho rõ ràng. Bây giờ ai cũng đã lớn, đã trải đời nhiều rồi. Hãy nói chuyện thẳng thắn với nhau đi con. Em muốn nói chuyện với anh. Em xin lỗi anh Trân. Em cứ tưởng là em đủ sức để vượt qua mọi khó khăn, nhưng mà em không làm được. Em cứ tưởng đâu là bản thân em đã vượt qua hết bao nhiêu thử thách, thì em sẽ vững vàng đón nhận mọi chuyện xảy ra. Em đã sai rồi. Thật sự là em đã mệt mỏi lắm rồi. Em vẫn còn anh đây mà. Anh sẽ không bao giờ để em phải chịu khổ một mình đâu. Anh và em sẽ làm cho tía anh hiểu và chấp nhận chuyện của tụi mình. Bằng cách nào? Hiện giờ anh vẫn chưa nghĩ ra, nhưng chỉ cần chúng ta quyết tâm, chúng ta sẽ làm được mà. Em và anh thì có thể có thời gian, nhưng mà còn tía anh, tía anh đã lớn tuổi rồi, tía không có thời gian để chờ đợi như tụi mình nữa đâu. Tía không thể nào chờ anh, coi anh điên bệ gia thất như thế nào được. Anh đừng có vì em như vậy được không? Hay là hai đứa mình bỏ đi đi, rồi hai đứa mình lấy nhau. Khi nào có con, mình sẽ về tạ lỗi với gia đình sao? Anh nghĩ khi mình có con rồi, tía sẽ dễ dàng chấp nhận hơn. Anh không được làm như vậy. Anh làm như vậy là anh bất hiếu lắm, anh biết không? Tụi mình lớn rồi mà, tụi mình đủ biết cân nhắc mọi chuyện. Tụi mình không thể nào làm như vậy được đâu. Nhưng đây là cách duy nhất mà anh có thể giữ được em. Hạnh à, anh biết tính của tía anh mà. Ông đã quyết định chuyện gì thì không thể nào lay chuyển được. Anh lại không bao giờ muốn mất em đâu Hạnh à. Hai đứa mình, em với anh có duyên mà không có phận. Anh đừng cãi số phận anh John à. Em đâu có xứng đáng với anh vì em mà phải như vậy. Duyên là do trời định, nhưng phận là do mình đề ra. Em đừng có nói như vậy nữa. Anh biết rằng mình không xứng đáng. Anh đã không bảo vệ được em trước tía anh. Chú Thành có gọi điện về hỏi thăm em và gia đình. Em đã suy nghĩ rất nhiều. Thật sự nếu như bây giờ em mà bước thêm một bước nữa, thì chỉ có thể là chú Thành thì mới được thôi. Lần này em về Mỹ, em sẽ sống thật với chú ấy. Em không muốn phí phạm thêm một chút tuổi thanh xuân nào còn lại của em nữa. Em không muốn mất thời gian nữa. Em xin lỗi anh. Anh không tin. Em vẫn còn yêu anh mà đúng không Hạnh?
Tại sao phải một mình đi con đường như vậy? Tại sao em phải chấp nhận đi theo vết xe đổ cũ của em? Hạnh, em có thể sống với một người mà em không yêu được không? Được chứ, rồi em sẽ yêu thôi. Má thấy con lúc này á ốm mà xanh xao quá vậy, có chuyện gì không? Dạ không có gì đâu má, chắc là tại con giảm cân cho nên làm mới vậy thôi. Má giảm cân cái gì mà giảm cân, nhìn con như con cá khô liềm kìm vậy đó. Giảm cân cái gì mà giảm cân, lát đi chợ á má mua đồ bồi bổ cho con nghe chưa? Dạ thôi được rồi má, mấy ngày nữa là con khỏe lại liền à, không có sao đâu má, yên tâm đi. Dạ chào má. Cứ để yên cho nó như vậy đi. Nhưng mà tôi thấy nó khổ sở vậy, tôi chịu không có nổi. Con gái mình nó cũng đã lớn rồi, gian khổ cực nhọc gì nó cũng trải qua hết rồi. Nó dư sức, nó biết trong hoàn cảnh này nó phải làm gì mà bà. Nhưng mà tôi biết nó không có ráng gượng dậy nổi đâu. Ông thấy không, nó thương thằng Hai quá trời mà. Tội nghiệp cho con gái của tôi quá. Nó cứ luôn luôn hy vọng có một mái ấm gia đình với thằng Hai. Hạnh phúc của người ta sao mà dư thừa, còn con gái tôi sao mà khó khăn phải đi tìm như vậy chứ. Hay là tôi vô an ủi nó nha, chứ để không thôi nó suy sụp, nó đổ bệnh nha ông. Bà cứ để cho nó khóc suốt hết đêm nay đi, rồi sáng mai tôi nói chuyện với nó. Ê, còn thần sắc không? Còn định gì được không? Mai nay ông làm gì? Ông định ở ẩn hay sao mà ông không rủ rê mấy bạn già này đi nhậu vậy? Hả? Ông có chuyện gì không? Ông khỏe không vậy? Đang tiếc thức. Hèn chi thấy cái mặt mày của ông nó xanh xao vàng giọt quá. Mà ông tiếc thức làm cái gì? Sao mà Tâm á, đừng có nghe lời bé Hai. Mình kêu nó đi qua Mỹ, để nó đi mốt, nó rút tôi qua. Dữ quá ha. Nè nhắm cặp được không? Hay là chưa cặp được gì hết à, ông đã xuống lỗ rồi? Nhà có của, ăn từ đó giờ đã đầy đủ chất ở trong này rồi, bây giờ nhịn đói một tháng cũng không có sao. Hay quá, chi cho cực cho hạnh sát vậy. Trời ơi, mấy đứa nhỏ nó thương nhau thật lòng, nó đến với nhau thiệt tình.
Cấm cản chi? Con trai của ông nó cũng đã lớn rồi, hay không? Chi vậy tội nghiệp nó. Chuyện của gia đình người ta mà mỗi lần ông qua là không thấy ông bằng vô mà ông bằng ra không à? Thôi thì thôi, không chịu tôi về. Kìa, cái gì? Tụi nó đang gặp kìa. Anh nhớ em quá. Hồi sáng thấy em đi chợ với bác mà anh không dám lại gần. Em cũng vậy nữa. Mấy bữa nay á muốn qua thăm anh lắm, nhưng mà sợ chú Sáu chú thấy rồi lại buồn, sinh bệnh nữa, nên em không có dám. Mà mấy nay tình hình của tía anh sao rồi? Tía anh cứ bắt anh đi qua Mỹ, ông không có chịu nói chuyện với anh. Cứ mở miệng ra là tía con cứ cãi lộn với nhau không à. Rủi như mà má em á với lại tía anh suốt đời không chấp nhận cho tụi mình thì tính sao đây anh? Thì anh ở giá báo hiếu cho tía anh chứ biết sao giờ. Bậy nè, tía anh á có mình anh là con trai à, anh phải lấy vợ nè rồi sinh con để nó giỏi tông đường chứ. Thì sinh con nuôi. Con nuôi sao nó giỏi tông đường, càng nói càng tầm bậy à. Chứ bây giờ anh biết tính làm sao? Anh thương em, nhưng mà anh cũng thương tía anh nữa. Anh không muốn làm cho ai buồn hết á. Em, anh à, em suy nghĩ nhiều rồi. Em thấy bây giờ cách duy nhất là mình chia tay đi. Em bị điên hả bé hai? Sao em nói vậy? Bộ em không còn thương anh nữa hả? Thương, em thương anh, nhưng mà em thương chú Sáu hơn. Chú Sáu lớn tuổi rồi mà cứ để chú Sáu buồn rồi nhịn ăn vậy hoài á, em sợ là chú Sáu chịu không nổi. Mà nếu lỡ như chú Sáu có mệnh hệ nào á thì em và anh sẽ trở thành tội nhân đến, có biết không? Nhưng mà anh liệu anh tính được? Anh sẽ có cách giải quyết mà. Anh thuyết phục tía anh được. Em đừng có nói như vậy nữa mà bé hai. Khó lắm anh à. Nếu mà tía anh siêu lòng á thì đã không tới mức phải tuyệt thực như vậy rồi. Không bao giờ biết trước được tương lai đâu anh. Với lại tụi mình còn nhỏ, em không có muốn làm chuyện gì nông nổi để sau này phải hối hận hết á. Tía má lớn tuổi rồi, không có còn sống với mình được nhiều năm nữa đâu. Nếu mà không để cho tía má vui được nhiều á thì cũng đừng nên làm cho tía má buồn, dù chỉ là một chút. Nhưng mà anh thấy, em biết, em biết là bây giờ chia tay á là sẽ đau khổ lắm. Nhưng mà cho dù em có đau khổ cỡ nào á thì cũng không có bằng chú Sáu. Con thằng con trai cưng à mà bất hiếu, cãi lại lời mình. Thà là một mình em buồn là được rồi. Bây giờ á chỉ cần tía anh ăn uống trở lại bình thường, vui vẻ như xưa là đủ rồi. Mình yêu đương con nít mà, còn trẻ mà, mau quên lắm. Bây giờ mình cứ hy sinh vì tía má đi, cho trọn công ơn sinh thành. Sau này á biết đâu có duyên, mình sẽ được ở bên cạnh nhau. Thôi em về nha. Mà nè, nhớ giữ gìn sức khỏe đó, đừng có buồn nữa nha. Phải mạnh mẽ lên, giống như em nè.
Đó, thấy chưa? Hay, đây, vô đây. Vô đây. Ông thấy chưa? Ông thấy cái tấm lòng của tụi nhỏ chưa? Ông thấy cái tình yêu của tụi nhỏ chưa? Ông đừng quá ích kỷ. Ông nghe hết tất cả những gì con bé hai nó nói chưa? Hả? Mình làm cha làm mẹ mà. Mình suy nghĩ kỹ đi. Hạnh phúc của con. Nuôi nó tới từng tuổi này rồi. Đừng quá ích kỷ. Nói vậy hiểu rồi ha. Bye bye. See you again. Ok. Tía, tối rồi tía đi ngủ đi tía. Tía không ăn mà còn thức khuya như vậy sao chịu nổi tía. Tía, tía đừng có giận con nữa mà tía. Ngày mai tía ăn uống bình thường trở lại giùm con đi. Con hứa, lúc đó con lên Sài Gòn con ở luôn. Con nghe lời tía mà tía. Tía. Tía, bộ tía định gả con cho con dẹo này thiệt á hả? Nói nhỏ thôi, con nói lớn nó mà nghe làm ầm lên đó. Con ráng chịu và nhìn nó một thời gian nữa thôi, rồi tía sẽ nói với ông Bảy thúc làm nhanh chuyện này cho tụi bay. Sao mà được tía? Con sống chung với cổ hả? Chắc con chết sớm quá. Nhìn cái tướng dẻo của cổ hả? Ăn hết nổi rồi. Không có sao. Tía, tía chưa ngủ hả? Tía còn ngồi uống trà. Con vô ngủ trước đi. Đêm nay em ngủ với anh nha. Ui, nam nữ thọ thọ bất thân, đừng có đụng tới tôi. Tại sao? Tôi với cô chưa cưới nhau, không thể ngủ chung với nhau được. Em không sợ, thì anh sợ cái gì? Nè con, cái điều thiêng liêng ấy phải giữ kín cho đến đêm tân hôn. Như vậy thì nó mới càng có ý nghĩa chứ. Còn gì nữa đâu mà giữ. Trời, con có cần phải nói hoạch tẹt ra như vậy không? Tôi không nói chuyện đó nữa. Con vừa ngủ mơ thấy ác mộng. Con rất sợ ngủ một mình, nhất là xa nhà như vậy nữa. Nếu hai người không ngủ với con thì con đi về vậy. Thôi được, vì tương lai đàn cháu của tía, tía quyết định phá lệ lần này đó. Gì vậy tía? Con sao mà được? Có nghĩa là ba chúng ta sẽ cùng ngủ chung đêm nay. Hả? Hả? Ủa, khuya lô khuya lắc vậy mà anh Trần Hai đi đâu vậy ta? Anh Trần Hai ơi. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Trời ơi, tắt điện thoại luôn rồi. Má ơi má. Má ơi, anh Trần Hai đi đâu mất tiêu rồi má. Con quỷ cái, khuya mày làm gì mày la ông sòm không cho ai ngủ hết vậy? Má, má nhìn nè, anh Trần Hai đi đâu mất tiêu rồi. Ủa, trời đất ơi, ông ba ơi, ông ba. Cái gì vậy? Thằng cho nó đi mất tiêu rồi kìa. Gì? Thằng cho nó đi mất tiêu rồi. Cái gì đi mất tiêu? À, anh Bảy ơi, thằng cho nó đi mất tiêu rồi. Nó đâu? Nó... chắc không có cái gì đâu. Trời ơi, nhiều khi nó đi ra ngoài, đi lòng vòng ngoài trước sân á. Nhiều khi tôi thấy nó đi lòng vòng ngoài trước sân thường lắm á. Vậy bây giờ mình tủa rồi mình đi kiếm nó đi, chứ làm gì đi mất tiêu. Có khi nào anh Trần Hai anh nghĩ quẩn rồi làm bậy không ta? Làm bậy là sao? Tự tử đó má. Trời. Sao mày nói tầm bậy tầm bạ vậy? Làm gì có chuyện đó. Trời, được rồi, để tôi gọi điện thoại cho nó. Hồi nãy con mới vừa gọi rồi á, con thấy là không có gọi được á. Đến đi để bác Bảy gọi coi. Dạ. Lâu quá vậy anh. Sao anh? Ngoài vùng phủ sống rồi. Chết cha rồi. Anh ơi, cái chuyện này nó cũng quan trọng lắm anh ơi. Là bởi vì tôi thấy như vậy nè, là thằng John á,
nó yêu con Hạnh. Nhưng mà tôi không biết là nó yêu con Hạnh đến mức độ nào. Mà thằng John từ nào tới giờ nó chưa yêu ai. Rồi đùng bây giờ nó yêu con Hạnh. Rồi nó bị thất tình. Có khi nào đó nó nghĩ quẩn nha. Có thể là nó nhảy xong. Hay là có thể là nó treo cổ. Hay là nó có thể nó uống thuốc độc. Hay là nó cắt tay. Trời ơi, bà nói cái gì mà thấy ghê quá vậy má. Bà nói cái gì mà thấy ghê vậy, làm gì có chuyện đó. Nhưng mà nhiều khi cũng có thiệt á tía. Trời ơi, con thấy hả, anh than khổ quá trời luôn á. Bên hiếu bên tình. Nhiều khi á, anh nghĩ quẩn rồi làm vậy thiệt á tía. Bây giờ mình làm sao bây giờ? Lẽ nào á, anh yếu đuối dữ vậy sao ta? Hay là con điện thoại hỏi hỏi cô Hạnh dùm đi. Gọi liền, nó có số. Trời, con với cái thiệt tình. Bình tĩnh anh, chắc không có sao có đâu anh. Có cái gì thì nói. Sao nghe chưa con? Dạ, con đang chờ chuông nè tía. Sao rồi con? Alo. Được rồi, chị Hạnh rồi. Hả? Em bé hai nè chị Hạnh. Ủa, anh Trần Hạnh có bên nhà chị không? Không có em. Không có hả? Đâu chị thử, chị đi ra ngoài. Chị dòm xung quanh nhà chị coi. Anh có lỡn giỡn xung quanh nhà chị không? Mày làm như má hai gì lỡn giỡn. Anh nín đi được không? Có lòng vòng xung quanh nhà chị không chị? Không thấy em ơi. Dạ, tự nhiên nửa đêm anh đi đâu mất tiêu à. Cả nhà em gọi điện thoại mà không được luôn á. Chị biết vài chỗ. Dạ. Chị chỉ cho em. Vậy nha chị, em đợi á. Đợi nó đi tìm hả con? Dạ. Đợi nó ra ngoài coi thằng cho nó có ngoài nhãn Hạnh không. Thằng thiệt tình. Bình tĩnh anh, không có sao đâu anh. Có chưa con? Dạ, sao rồi chị? Trời ơi, chết rồi. Hả? Cái gì? Mẹ ơi, thằng cho chết rồi. Cái gì chết vậy? Ủa, sao? Thằng cho chết. Chị không có thấy ảnh hả? Trời ơi, ngoài chị ra, anh có quen ai nữa không vậy chị? Hay là ảnh, chị có biết chỗ mà ảnh hay đi không? Dạ. Dạ. Vậy rồi, em biết rồi chị. Vậy để em với mọi người ở đây đi tìm trước nha. Dạ, em cảm ơn chị. Hết hồn, tưởng là nó chết rồi. Hết hồn. Bà làm hết hồn hết vía luôn á. Tự nhiên mà la lên một cái. Thì tại nó, tự nhiên nó la chết rồi. Tôi tưởng cho chết rồi. Rồi sao con? Chị Hạnh á, chị cho con biết mấy cái chỗ mà anh John Hai với lại chị hay đi tới. Rồi bây giờ sao? Mình đi tới đó tìm đi. Đi kiếm đi. Vậy đi. Tôi cũng nóng ruột cháu quá. Đi anh. Trời ơi, chết rồi. Tìm những nơi có thể rồi, nhưng mà cũng chưa tìm thấy gì nữa chị ơi. Mọi người nói ai mà gặp anh Trinh Hai trước sẽ điện thoại báo cho nhau biết, nhưng mà em chưa có nhận được điện thoại của ai hết á. Em lo quá chị ơi. Bây giờ làm sao đây ta? Thôi được rồi, em đi kiếm anh Trinh ở bên này nha. Dạ. Con chị nhà bên này kiếm dạ, nha. Được có rồi. Gì báo cho dạ. Chị biết nha. Vậy có gì chị báo cho em biết nha. Chị biết rồi. Tại sao cuộc đời rồi. Đuối quá. Ôi chú cha, trời ơi. Uống miếng nước đi. Trời ơi, thiệt là khổ. Không biết nó đi đâu. Mà ta nói đổ xô đi tìm, tìm muốn chết á, mà không thấy nó đâu hết á. Anh à, tôi nghĩ cái kiểu này chắc mai mình mua mấy trái dưa hấu quá. Chị thảy xuống dưới sông á.
cái dưa hấu nó trôi thì thôi, mà hễ cái chỗ nào nó không trôi là biết đâu cái xác nó trồi lên. Trời ơi. Trời ơi. Bà nói cái gì vậy? Bà nói cái gì vậy? Trời ơi, chứ bây giờ tìm không có rồi sao? Nhiều khi ảnh buồn quá, rồi ảnh đi đâu, ảnh nhậu ảnh giải sầu thì sao má? Giờ này còn cái quán nào nó mở cửa nữa hả con? Tía đi vòng vòng mấy cái quán đóng cửa hết trơn rồi con à. Thì nhiều khi ảnh xịn quá rồi ảnh ghé đâu ảnh ngủ ké thì sao tía? Trời ơi, cái xứ này nó đâu có quen ai đâu, ngoại trừ nhà mình với nhà cô Hạnh. Mà cô Hạnh cũng đã nói không có nó ở đó rồi. Ê, bà biết đâu được. Biết đâu được là nó đang ở nhà của con Hạnh. Rồi con Hạnh nó giấu, không cho mình biết. Đặng chi? Đặng mà khi mà anh bảy anh biết á, anh tức quá, anh đột quỵ, anh chết tại chỗ rồi sao? Bà nói cái gì kỳ vậy? Sao, không sao. Tôi vẫn tinh thần lắm, không có chết đâu. Nhưng mà tôi cũng mong nó được vậy á. Chuyện nhỏ trai gái mà ăn nhậm gì, tuổi trẻ mà không sao hết á. Tôi mong được vậy á. Thôi mà, đừng có nóng anh ơi, con mà, con dạy cái mang ha. Tôi nói thiệt á, làm sao mà biết được lòng người, biết chuyện gì mà xảy ra. Để bà Lương. Trời ơi, không có đâu má. Hồi nãy con đi á, có tình cờ gặp được chị Hạnh. Chị cũng đang lo lắng đi tìm anh John Hai đó má. Thôi mày ơi, đóng kịch thôi mày ơi. Ta nói ở đời có câu mà dò sông dò biển dễ dò, chứ nào ai lấy thước mà đo lòng người. Bà nín giùm tôi cái đi ha. Bây giờ mình lo tìm cách tôi kiếm thằng Hai nó ở đâu kìa. Ở đó mà ngồi đây nói tầm bậy tầm bạ không à. Trời, tôi nói tầm bậy tầm bạ cái gì? Không phải hả? Ủa, làm như là tôi đuổi nó đi á, làm như tôi ép nó ra khỏi nhà vậy đó. Cái thì cái gì mà tôi nói thiệt á, cái chuyện nó ra khỏi nhà mà bây giờ cho dù có chết á, có xảy ra chuyện gì là cũng tại anh bảy hết á. Ủa cái gì? Tôi hỏi anh nè, anh làm cha mà, anh làm cha mà anh ngăn cản tình cảm nó làm cái gì? Nó lớn rồi, nó muốn yêu ai thì nó yêu. Mình người lớn mình cản nó làm cái gì? Rồi đó, bây giờ cuối cùng sao? Con anh chết cho vừa lòng vừa dạ anh. Làm ra gì mà kỳ cục ha. Bình tĩnh, em xin lỗi anh nha. Em lộn, em tưởng em la chồng em. Em lộn. Bây giờ hai ông bà nói thì tôi nghe rồi, nhưng mà bây giờ còn chỗ nào để tìm nó nữa hay không? Trời đất ơi, tìm hết rồi, còn chỗ nào đâu nữa mà tìm. Còn một chỗ mình chưa tìm thôi. Nhà xác á. Trời ơi, chết nữa. Đưa bà vô đi, mày đưa bà vô giùm tao đi. Trời ơi, John ơi, con ơi, con đừng có dại dột nghe. Công cha nghĩa mẹ cực lắm nghe. Ba hiểu rồi, ba biết rồi mà. Trời ơi. Nha. Có chuyện gì thì làm sao em sống nổi chứ. Anh John ơi, anh John ơi, anh John. Cái gì vậy bà bị cái gì vậy? Trời ơi, vậy trời ơi, sao tự nhiên tôi thấy ảnh bất động, tôi hết hồn, tôi tưởng ông bị đột quỵ. Bác bảy có sao? Trời ơi, làm hết hồn hả? Anh sao vậy? Sao tự nhiên ngồi bất động, tôi ra không lên tiếng ăn mặc vậy? Anh đừng nói tôi đêm qua anh không ngủ rồi nha. Có ngủ được đâu, trái múi giờ hả anh? Không phải chứ sao vậy? Cứ nhắm mắt lại cái là thấy hình ảnh tôi với John hai đứa đứng gây lộn, rồi làm sao ngủ được. Vợ chồng tôi cũng vậy, có chợt mắt được cái gì đâu. Cứ suy nghĩ tới thằng Hai không à, huống hồ chi là anh. Thôi giờ về đi, mình kéo nhau đi ăn sáng đi, rồi có sức khỏe rồi tiếp tục tìm nó ha. Dạ. Thôi hay lại giờ mình nhờ chính quyền đi, từ giờ tìm giúp cho mình được không? Anh ơi, cũng khó lắm. Bây giờ mình báo với lại họ, rồi họ huy động 500 anh em để đi tìm thằng Hai. Chưa kịp tìm thằng Hai, thằng Hai nó về, rồi mình đang nói sao với người ta. À, vợ tôi nói đúng đó. Hay là bây giờ mình đi tìm lại lần nữa đi. Tại vì tối qua mình đi tìm là ban đêm, rồi bây giờ ban ngày là mình thấy rõ hơn ha. Rồi khi nào mình tìm không được á, lúc đó mình mới nhờ chính quyền địa phương người ta giúp ha. Anh thấy sao?
Tiết, con có điện thoại chị Hạnh gọi nè. Nghe đi, con nói gì? Alo, dạ. Hả, chị nói sao? Anh Trần Hai, anh sai rượu, anh bị rớt xuống ruộng hả? Trời ơi, con có chết không? Trời ơi, chị rớt xuống ruộng? Chết rồi. Hả, sao chị? Trời ơi, chết con trai tôi rồi, giờ sao? Dạ, em biết rồi. Vậy để em nói với bác Bảy lên trạm xá liền. Dạ, em cảm ơn chị nghe. Ở trạm xá hả? Dạ. Em cảm ơn chị. Rồi, thôi, đi lên trạm xá liền đi. Rồi, đi lên trạm xá liền đi. Trời ơi, khoan. Đợi, để tôi vô thay đồ, tôi đi trạm xá. Bà thay đồ đi đâu? Thay đồ đi trạm xá. Bà đi lên trển chi? Thì lên trển coi. Bà ăn nói không có giống ai hết trơn hết trọi đó. Rủi bà lên trển bà lỡ miệng bà nói cái gì rồi cha con người ta gây lộn là khổ luôn đó bà. Ông nha, thôi á, vừa phải thôi á. Suốt đêm hôm qua ông nhằn tôi ghe xuồng chở không nổi gì đó, rồi bây giờ cũng nhằn hoài. Tôi mà không vì ông Bảy đều qua tôi xử ông rồi đó. Bà muốn xử tôi lúc nào cũng được á. Bây giờ bà ở nhà lo cơm nước đi, tôi lên trển với anh Bảy không chừng là lâu lắm mới về đó. Thôi chị đi nha. Vậy con đi với Tía luôn hả má? Mày đi cái gì mà đi? Nè, dọn đồ mày đi đâu vậy? Mày ra trò giúp mày sống rồi đó hả? Hai quả tim vàng và một túp lưu tranh hả mày? Kỳ này con đi thiệt đó Tía. Đi đâu? Con đi Sài Gòn ở. Lên Sài Gòn? Gì? Mày ở trên đó hả? Thì con làm theo lời của Tía. Tía ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ đó nha. Tội nghiệp quá. Con đi à? Đi hả? Đi mình anh hả? Có đưa bé Hai theo không? Trời ơi, không có, bây giờ con nghe lời Tía rồi. Con không có qua lại gì với bé Hai nữa đâu. Tao giờ tao thấy mày nên đưa bé Hai đi chung đi. Tao thấy được à? Sao Tía nói vậy, bé Hai có học gì ở trển đâu. Tao đồng ý á, công nhận là có bé Hai thì Tía cũng không có cảm tình nhiều lắm. Thấy không? Nhưng mà nói gì nói, cái gì cái, Tía cũng không muốn thiên hạ nói là Tía hà khắc quá. Vậy lại tao không muốn tao với mày nhận nhau hoài giữa suốt đời ha. Tía, vậy không lẽ Tía đồng ý con với bé Hai hả Tía? Đúng, ta đồng ý. Thiệt hả Tía? Nhưng mà bây giờ tạm thời là vậy nha. Nhưng mà sau này tôi thấy nó dở chứng á, là tao không có chọn nó làm dâu đâu nha. Tao nói rồi á. Trời, con cảm ơn Tía. Tía là số 1. Thôi dùng cất đồ đi ông. Dạ. Trời, chắc bé Hai biết tin này, bé Hai vui lắm á. Để con điện thoại cho bé Hai coi. Mày gọi nó mà đừng nói tao nói gì hết nha. Dạ. Biết tao mắc cỡ. Alo, bé Hai hả? Thôi bất cỡ. Anh có chuyện này ngồi. Hả, em nói sao? Hả? Tía. Gì? Anh Trôn Hai bị tai nạn. Hả? Nó bị sao vậy con? Nè. Ủa, sao con ở nhà con lên đây làm cái gì? Rồi con đi má con có biết không? Tại con không an tâm cho nên là con đi theo lên. Để coi anh Trôn Hai ảnh sao. Ảnh sao rồi Tía? Tía đâu có biết. À con à, tại sao lại ra nông nổi gì hả con? Hôm qua con nghe bé Hai báo, con lật đật đi kiếm ảnh. Con phát hiện ra ảnh nằm té ở bờ ruộng. Người ảnh nồng nặc mùi rượu à. Tại ảnh đi uống suốt đêm qua mà chị. Hồi trước tới bây giờ nó đâu có uống rượu dữ thần. Mà tự nhiên sao bữa nay nó uống rượu sai đến nỗi mà té xuống bờ ruộng là sao? Cũng may là có chị Hạnh cứu ảnh kịp. Chứ không thôi là không biết sao luôn á Tía. Con tỉnh dậy đi, sao cứ ngủ hoài vậy? John. Anh John Hai. À, đồ bác sĩ nói sao? Bác sĩ nói bây giờ phải theo dõi. Nếu như ngày mai anh không tỉnh lại, chắc là người ta phải chuyển lên tuyến trên đó bác. Trời ơi, sao vậy chứ? Anh Bảy cứ yên tâm đi, thằng Hai nó sẽ không sao đâu anh. Dạ phải đó bác, anh cho anh Hai anh phước lớn mạng lớn, chắc chắn là anh sẽ khỏe lại mà bác. Bác yên tâm nha. Tỉnh dậy đi anh. Tỉnh dậy đi anh. Xong chưa, lẹ lẹ đi bà ơi. Xong rồi nè. Trời ơi, tự nhiên sao mà té xuống ruộng vậy không biết nữa. Chắc nó buồn con Hạnh rồi nó đi nhậu nó té chứ gì. Thôi mà xong chưa? Xong hết rồi. Đi lẹ. Đi. Hello. Chào buổi sáng. Chào con. Hai. Trời ơi, đêm qua mọi người có ngủ được không? Con lạ chỗ, khó ngủ gần chết. Trời ơi, cô ngủ như chết mà nói là khó ngủ. Mày làm cho tao khó ngủ thì có. Tía, mời Tía ăn sáng. Cô đánh răng chưa bạn? Oh no, tôi có thói quen ăn sáng rồi mới đánh răng. Ok, mời mọi người ăn. Mời cô.
con nè. Tối qua ngủ nóng gần chết. Tía, tía đập nhà này đi, xây nhà mới, gắn máy lạnh, ngủ cho nó mát. Ngon quá. Ủa, sao hai người không ăn đi? Cô nhìn kìa, ba cái tô không còn một miếng. Ăn cái gì mà ăn, cô ăn hết rồi. Ủa, vậy hả? Không no mới là sợ đó. No quá à, bây giờ đi chơi đi. Tía. Ừ. Tía rành vụ này lắm nè. Gì nữa đây? Tía dắt Linda đi chơi đi tía. Thằng quỷ nhỏ này nó định bán cái qua tía nó nữa. Nhanh lên đi tía. Tía, mình đi chơi nha tía. Được rồi. Tía để con giờ lấy đồ rồi mình đi ha. Trời ơi là trời, không biết con dâu tương lai nó còn hành tôi tới chừng nào nữa đây trời. Tía, mình đi chơi nha tía. Đi con. Con đợi tía lấy cái nón đã. Mình đi ha. Đây nè ba. Con. Tía mà. Cậu ấy sao rồi con? Anh cũng chưa tỉnh nữa tía. Trời ơi, sao tự nhiên lại xui xẻo vậy không biết nữa à. Tội nghiệp, cậu ta hiền lành vậy mà gặp toàn chuyện gì đâu không à. Mà ủa con, tía cậu ấy vô chưa? Dạ, ba ấy mới đi ra ngoài đó má. Rồi ông có nói gì con không? Bác ấy lịch sự lắm. Vậy hả? Má có nấu món cháo bồ câu nè. Cái này á, bồi bổ sức khỏe cho người bệnh đó. Khi nào mà cậu ấy tỉnh á, con lấy cho cậu ấy ăn để hồi sức nha. Nhớ cho nó ăn nghe con. Con biết rồi tía má. À phải rồi, hình như là bác Bảy cũng chưa có ăn gì hết á. Để con lấy cho bác Bảy ăn. Vậy thôi cũng được. Tía má, ngó anh hai giùm con nha. Con đem cháo xuống cho bác Bảy. Đi con. Dạ. Con, nó tỉnh dậy chưa con? Dạ thưa bác, tía má của con có đem cháo bồ câu lên. Bác ăn một miếng để lấy lại sức. Con ngồi đi. Bác ra ngăn một chút đi. Anh hai mà vậy, anh thấy bác tiều tụy, anh cũng đau lòng lắm. Hay là bác về nhà nghỉ ngơi đi. Có gì con chăm sóc ảnh. Khi nào ảnh tỉnh lại, con gọi điện báo cho bác biết. Bác mới vừa về, con nghĩ là bác còn trái múi giờ. Bác cứ về nghỉ ngơi đi. Chứ bác cứ như vậy làm sao mà chịu nổi. Anh cho ảnh mà tỉnh lại thì con nhất định sẽ rời xa ảnh. Con không ở bên cạnh ảnh đâu. Bác yên tâm đi. Con à. Ủa má ơi, sao rồi? Thằng John sao rồi? Ảnh chưa tỉnh nữa má ơi. Chưa tỉnh nữa hả? Dạ. Chà, nặng dữ hả? Liệu nó có sống không vậy? Bà còn cái câu hỏi nào hay hơn câu hỏi này không? Thiệt tình. Bé Hai nó nói là thằng John nó chưa tỉnh, cho nên tôi mới lo lắng vậy thôi.
ông làm gì mà ông khó chịu với tôi quá vậy? Bé Hai nè. Dạ. Mà thằng Cho nó có xỉn không? Dạ có má. Con nghe nói á, lúc mà chị Hạnh cứu ảnh lên á, thì người của ảnh toàn bụi rượu không à má. Vậy có khi nào nó buồn tình rồi nó uống ra say xỉn rồi nó té xuống ruộng không? Chắc là vậy rồi má. À, ủa rồi có anh Bảy ở trong không vậy? Ờ có. Rồi có con Hạnh ở trong luôn hả? Có. Có luôn. Ừ. Ông à, có khi nào á là quỷ kế của tụi nó không? Rồi để mua chuộc cái lấy lòng anh Bảy á. Tự nhiên sao mà thằng Cho nó té, vừa lúc đó có con Hạnh nó cứu. Bà ơi, bà coi phim nhiều quá rồi, trí tưởng tượng của bà phong phú ghê á. Có ai mà đeo cái mạng sống của mình ra mà làm cái chuyện mà nghịch lý vậy không bà? Thì ai biết được, biết đâu nó mua chuộc bác sĩ luôn rồi sao? Nói chuyện với bà nói ra đó, nghe là thấy không ai làm chuyện tào lao đó đâu bà. Mà bây giờ bà cũng cẩn thận nha, bà đừng có ép duyên con mình hoài nha ha. Rồi con ngại nó xảy ra chuyện lúc đó bà hối hận là mọi chuyện đã muộn rồi nha. Trời ơi, ông nói tầm bậy tầm bạ quá. Thôi đi vô trong đi. Mệt bà ghê. Có không ta? Có bao giờ con bé Hai nó nghỉ quẩn rồi nó uống rượu say xỉn nó té xuống ruộng? Trời, làm gì có chuyện đó. Không có đâu, không có đâu. Tao khổ quá mẹ ơi. Má tao á, nhất định không cho tao gặp anh Tâm nữa. Nếu mà tao với anh Tâm không có cưới nhau được, chắc là tao đi tu luôn á. Ủa cô cho con hỏi nhà trọ của cô. Cậu có sao không vậy? Dạ không sao đâu bác, chỉ là chấn thương ngoài da thôi à. Có cần phải đưa cậu vô trạm xá không? Dạ thôi được rồi, bác lên xe con đưa bác về. Thôi được rồi, tôi đi về một mình được mà. Cậu về nhà băng bó vết thương đi. Dạ. Mẹ. Trời ơi, con gỗ này nó quá đáng lắm đó. Thiệt là quá đáng. Mỏi chân quá. Con mỏi chân thì con ngồi xuống đây con nghỉ, chứ sao mà con cứ cằn nhằn tí hoài vậy? Trời ơi, sao không vào cà phê máy lạnh? Ở đây sao mà ngồi được? Con không chịu được. Nè nè, con có thấy không? Ở đây á là đồng ruộng sông nước không à. Cà phê máy lạnh ở đâu mà có con? Con đang khát nước. Con khát nước thì có nước nè con nè. Nước này không uống, con muốn uống đá kìa. Trời đất, nước thì có rồi, giờ con đá tí một cái thôi, chứ đá đây đâu mà có con. Đi cổng con luôn đi, con không đi được nữa. Trời đất ơi. Ôi dạ. Sao không con? Dạ dạ. Ông nhắm là tôi té hả? Cô dám kêu tôi là ông già hả? Tôi chửi ông đó. Tôi nói cho cô nghe nha, bây giờ tôi không có nhìn cô nữa đó. Nếu ở Mỹ tôi kêu police tới tống cổ ông rồi nha ông già. Cô thiệt là quá đáng đó. Thôi giờ ông cõng tôi đi. Nè, muốn tí cõng đó thì leo lên từ từ thôi nha, chứ tí già rồi đó. Mệt. Mệt. Ủa hai người chơi cái trò gì mà giỡn con bộ vui à? Trời ơi, anh Bảy hả? Tôi gặp anh tôi mừng quá trời. Sao mừng? Tôi định qua nhà kiếm anh á. Như vậy là hai người đang bàn cái chuyện đám cưới phải không? Cưới xin cái con khỉ móc xì. Ủa, con nhỏ này mà là con dâu tôi đó hả? Sao vậy? Tôi biết ý anh mà. Anh mơ có một con dâu ở nước ngoài lắm mà. Thôi, tôi không dám mơ nữa. Bây giờ tôi trả nó về cho anh. Vậy? Tôi ớn nó đã tận cổ rồi. Nó xấu xa mà nó vừa kiêu căng mà nó bậy vừa... bạ. Đẹp vậy mà xấu xa nó lắm rồi. Tôi gửi nó cho anh đó. Hả? Coi như là tôi với nó chưa từng gặp mặt nhau vậy. Đây nè. Nha. Nè, anh đứng lại coi. Sao vậy?
Nè. Bé Hai, dậy đi công chuyện cho má nè. Bé Hai, dậy đem thuốc qua cho thằng Tâm nè. Má nói gì? Con có nghe lầm không vậy má? Không có nghe lầm. Đem thuốc qua cho thằng Tâm. Sao đem thuốc qua cho ảnh? Tại vì tao không muốn mắc nợ. Mắc nợ vô gì? Là sao? Má nói gì con không hiểu gì hết vậy? Có nghĩa là hôm nay tao đi đường, tao bị ăn cướp giật vỏ sách. Rồi thằng Tâm nó ra nó giải cứu. Nó đánh hai thằng ăn cướp để nó lấy lại vỏ sách cho tao. Nó bị thằng ăn cướp chém đứt tay. Vậy anh có sao không má? Rồi anh bị thương có nặng không má? Anh có chảy nhiều máu không? Bà, tôi chưa có nói hết, bà nhồi quá à. Chém phớt ngay tay thôi chứ không bị gì hết á. Cho nên tao mới kêu mày thôi, đem. Để con đem qua cho anh. Trời đất ơi, con này thiệt tình. Đúng là nữ sanh ngoại tộc mà. Rồi đi con. Dạ. Rồi, tiện là bác cảm ơn con nha. Con làm tốt lắm. Nhờ con mà coi như là được nhiều việc lắm đó. Vậy mà việc đã xong chưa? Xong rồi. Mừng quá. Xong tập 1 à? Gì vậy bác? Anh nói chơi thôi. Không phải vậy. Xong hết trơn rồi. Con mừng quá à. Hôm nay bác mời con bữa cơm, ăn với bác cho vui nha. Dạ. Em ơi, anh. Bé Hai, anh có bị sao không vậy? Tay anh bị đau rồi, trên người có sao nữa không? Anh bị tàn phế rồi, bé Hai có yêu anh nữa không bé Hai? Bác sĩ nói là anh bị dập xương nè, bị đứt dây chằng nè, bị tùm lum hết á. Bây giờ phải cưa cái tay chứ không có để lại được. Cưa tay hả? Ủa mà sao em thấy vết thương có chút xíu mà sao anh phải nhặt cái tay luôn vậy? Thì cái mũi dao á nó còn nằm ở trong á, nó chạy lên trên này rồi, bây giờ phải chặt bỏ cái khúc này, chừa lại khúc này. Vậy là anh sắp trở thành quá nhi luôn rồi hả? Trời ơi, phải làm sao bây giờ? Anh làm quá nhi, em làm cô Long xinh đẹp, có gì đâu. Em làm cô Long thì được rồi đó, nhưng mà em không có muốn anh bị mất tay đâu. Thôi mình đi bác sĩ đi. Đi bác sĩ khâu lại cái tay đi anh. Em chở anh đi nha. Thôi bác sĩ gì, anh giận chút thôi à, chứ bị ngoài da không có sao. Thiệt không? Thiệt. Coi nè. Trời ơi, làm gì mà dính cái lưỡi dao ở trọng. Có lưỡi dao ở trọng làm gì anh ngồi đây nãy giờ nói chuyện với em. Đau lắm á. Vậy hả? Làm người ta lo gần chết luôn à. Ủa bé Hai, mà sao em biết anh bị thương mà đem thuốc qua vậy? Anh đoán thử đi. Lúc đó thì chỉ có anh, má em với hai tên cướp. Mà hai tên cướp thì không thể nào. Không lẽ là... Là má em đó. Là má em? Ừ. Bọc thuốc nè, thuốc này cũng là của má em luôn á. Ôi, thì không bé Hai. Anh có nghe lộn không vậy? Má em á đã đồng ý cho hai đứa mình yêu nhau rồi đó. Trời, anh có nằm mơ không vậy? Vui quá à. Có đâu. Vậy là tía anh cũng chịu nè. Rồi má em cũng chịu luôn rồi. Có sao không? Tại anh á. Không có sao đâu. Chỉ cần á hai đứa mình thương nhau, ở bên nhau được á, là anh cưa cái tay giống hồi nãy anh nói cũng được luôn á. Nói bậy. Sao quá anh ta? Cái tay đang đau mà bị ăn tán nữa. Thôi mà xin lỗi, thương không tay cái. Đau bên đây nữa. Ê, chỗ nào mới đau à nha. Đừng có xạo à. Thank you.
em vậy rồi hả? Anh, em mừng quá. Anh có biết là anh đã ngủ 2 ngày rồi không? Anh xin lỗi vì đã làm cho em phải lo. Cậu thấy trong người sao rồi? Dạ, con đỡ nhiều rồi chú. Thím có đem cháo cho 2 đứa nè, ăn đi cho nóng con. Dạ. Cảm ơn chú thím. Ủa, ba của cậu Hai đâu rồi con? Tía ảnh ngủ ở phòng kế bên đó tía. À. Nè, khi nào ổng về á, con lấy cho ổng ăn luôn, má có nấu luôn cho ổng đó. Dạ, con cảm ơn má. Vậy à, cậu ráng giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Anh có mệt lắm không anh? Không ngờ cuộc đời con nhỏ lại khổ như vậy. Tôi không biết đến khi nào hạnh phúc mới mỉm cười với nó. Khổ ghê. Đúng là tuổi trẻ nông nổi. Tôi nghĩ là chắc tại nó buồn, cho nên nó mới tìm tới rượu, nên mới xảy ra cớ sự vậy thôi. Trời ơi, ông đã từng qua, ông khuyên tôi á ha, là đừng quá khắc khe cái chuyện yêu của thằng Tâm Dương bé Hai. Bây giờ tự nhiên ngăn cấm cái chuyện của Hạnh, tội nghiệp người ta. Trời ơi, con Hạnh nó lỡ nó có chữa một chút thôi. Ôi trời, quên, nó lỡ nó có con thôi. Chứ có cái gì đâu, nó cũng là một đứa tốt mà. Ngăn cản chi, không hiểu à. Nhưng mà tôi nói cho hai anh nghe nè, rõ ràng là tánh của anh Bảy là tánh của anh rất là gia trưởng, dễ gì anh chấp nhận cái chuyện này. Ông về tới rồi. Chó gì mà kỳ cục. Ta ở đây bao lâu mà cứ bu bu hử hử thấy mà ớn à. Anh ngồi đi anh. Bảy. Ê, sao rồi anh? Ngồi đi anh Bảy. Nó khỏe chưa? Sao mà anh mua đồ gì dữ vậy? Đâu có đâu. Thằng John nó khỏe rồi, không sao hết đó. Vậy hả anh? Nhưng mà phải test lại, họ kiểm tra tùm lum tùm la họ mới cho về. Còn cái này mua vô tính cho nó ăn với mình ăn nữa. Trời ơi, mà anh mua cái gì vô cho nó ăn? Xứ mình lái gì? Thịt quay là số 1 rồi. Trời ơi, thịt quay mở không rồi, nó đang bệnh rồi, nó đang ăn vô rồi mở không rồi, nó trúng thịt nó chết rồi, lỡ có chuyện gì sao? Ta lựa thịt quay bảy bảy nói gì kỳ vậy anh? Trời ơi, nói gì kỳ? Xin lỗi. Tự nhiên nói gì? Trời ơi, cho nó ăn cháo hay uống sữa gì đi chứ. Tôi nói cho anh nghe nè, lần này là phải cảm ơn cô Hạnh. Không nhờ cô Hạnh á, là giờ này là thằng John á, nó ò e rồi đó. Cô Hạnh coi như là người tái sinh nó đó. Bảy. Hử? Ở chỗ anh em tôi nói thiệt, anh đừng có giận tôi. Mà anh giận tôi cũng nói à. Thì nói đi, có biết gì đâu giận. Tôi nói thiệt, có gì đâu mà anh ngăn cấm tụi nó. Hử? Thấy không? Rồi anh. Con Hạnh nó làm gì nên tội. Hả? Nó có đứa con là ngoại ý muốn, chứ đâu phải là nó muốn đâu. Nhưng mà tôi bảo đảm cho một câu nha, làm gì làm á, tôi hứa cho một câu á, là con Hạnh mà làm dâu nhà anh á, là tôi hứa cho một câu á, là nó rất là tốt. Đúng rồi, đúng đó rồi, đúng rồi. Nó chăm sóc gia đình, nó lo cho chồng con nó đàng hoàng hẳn hoi. Đúng rồi đó anh. Mở lòng ra cho hai đứa tụi nó đi anh ơi. Ha. Trời ơi, tội nghiệp tụi nó. Tình yêu thật sự mà anh. Nghe. Mà nó đâu có làm gì đâu anh. Nè, hỏi anh má với ba đây nè. Nó đâu có làm gì đâu. Nó đâu có làm gì đâu. Nó lỡ rồi kiểu như cuộc đời nó lỡ, nó có đứa nhỏ vậy thôi. Đây. Nè, giống như tôi nè. Đó, anh thấy chưa? Đó, anh coi nè. Cái gì vậy? Không phải bà. Đây nè. Không phải. Đây nè. Ê, dạ. Con chào. Thấy chưa? Hai đứa bay cảm ơn bác Bảy đi. Nhờ có bác Bảy đó nghe nên hai tụi bay mới ráp vô được đó. Với hai cha già này đó, nhờ có bác Bảy mới ráp vô được hàng gắn cho hai cha già này nè. Anh đã từng khuyên tôi với cha già này làm hòa với nhau. Rồi khuyên hai đứa này, hai thằng già này nữa, để cho hai đứa nó tới với nhau. Tự nhiên giờ anh chia đôi rẻ ghé hai đứa nó vậy thì anh có được không? Thôi anh, tính mà anh ơi, mở lòng đi anh ơi. Trời ơi, thời buổi này rồi mà tính toán chi. Thôi mấy cái nghe đó rồi. Mà gì đâu mà tấn công tới tấp gì không biết nữa. Không phải khuyên nghe không mà ý nghe không, tôi khuyên là khuyên thiệt. Nói cho anh hiểu mà, cái này không anh nghe không nói được nhiều hiểu đủ rồi. Trời ơi, anh không chịu nghe gì tôi nói bây giờ rồi. Dạ, Tứ Hải giai huynh đệ. Dạ
cho em nói. Dạ anh ơi, nãy anh nói sai rồi. Chia nguyên rẻ thúy chứ không phải chia đôi rẻ nghe. Dạ đọc gì nói sai. Dạ sẽ nghe. Rẻ thúy rẻ nghe gì kệ ta. Dạ. Có giọng anh nói là có hiểu hay không kìa. Đúng rồi, hiểu. Vậy là mày hiểu phải không? Hiểu. Bình tĩnh. Để cho vợ tôi nói. Hãy giải huynh đệ, dạ cho em nói. Nói đi. Đồ ăn nguội hết rồi. Nãy giờ mấy anh nói mấy anh đói rồi phải không? Mấy anh nghe đôi trẻ trình bày những món ăn mà đôi trẻ sắp sửa nấu cho bố mình ăn nè. Hai con trình bày món ăn. Dạ, dạ. Nói đi con á. Toàn là nấu những món đặc sản miền quê hả? Dạ. Là mắm ruốc nè, mắm chua nè, mắm cá lóc nè, mắm cá sặc, mắm cá tra nè. Với lại nhìn em. Ai, trời ơi, tụi bay muốn mấy chai già này lên máu hả? Sao vậy? Ấp lên hay sao mà kéo nhau cho ăn mắm vậy? Có nước. Dạ dạ có nước, có nước đàng hoàng, có rau luôn á bác. Dạ, có nấu lẩu mắm nè, lại trà pháo với mắm tôm. Đó, mắm không vậy? Hay giờ lẩu mắm đó. Có chưa? Đãi ông này. Đúng rồi, ông này. Có thèm mắm dữ vậy cha? Ê, có riêng món chuột nằm ngựa không? Có làm chuột nằm ngựa cho bác má mày không? Dạ, có má không? Ngựa. Để con ra sau, con chiên mấy con ăn phơi cho. Để cái đít lên nha. Ông thích nằm cái đít chuột đó bác. Chiên mà từng thái ăn đít nha. Vô viên à, trời ơi. Chuột nó nằm ngựa thấy ghê lắm. Nè, nè, phơi xong cái nó nằm rồi. Dạ, bây giờ xong chưa? Không, nói thiệt nha. Bây giờ kể quá trời mà không có món nào trùng với món thịt quay. Dạ, mời vô ăn. Vô. Chuyện nói nãy giờ, anh Bảy mở lòng đi anh ơi. Trời ơi, anh đừng có để mà chấp nhất. Vô, anh hiểu rồi. Làm gì á? Sao anh đi lâu lâu vậy? Để người ta đợi muốn chết à. Cứ ủa, sợ có chuyện gì không nữa. Đừng giận mà. Biết sao anh tới trễ không? Sao vậy? Nè, xoài với cóc. Em thích ăn nhất à. Ngon không? Anh thấy ngon không? Ngon á. Ngon lắm á, em chấm đi. Ngon quá hả? Ơ, sao vậy? Không sao. Anh này. Ây chà. Ơ. Quá trời quá đất luôn ha. Dạ thưa bác chính. Tía, tụi bay bày đặt hẹn hò đây hả? Dạ không có. Tụi bay biến tại tao, đi theo tao về. Đi. Sao bây giờ? Lấy giùm em đôi dép đi. Mang vô. Đi. Nhanh lên. Con ngồi đi. Con chào bác. Bác có chuyện muốn nói với con. Con mệt lắm không? Dạ không, con cảm ơn bác. Con cũng biết đó. Bác cũng đang tìm một người vợ thật là ưng ý cho thằng hai. Qua chuyện vừa rồi á, con lo lắng cho thằng hai. Bác thấy là con yêu thằng hai thật lòng. Bây giờ mọi sự quyết định bác để cho thằng hai lựa chọn. Con biết là bác không thích con, bởi vì con đã có con. Nhưng mà con đã hứa với bác, sau khi anh John tỉnh lại, con nhất định sẽ rời xa anh. Và con sẽ làm. Con à, bác bắt đầu từ ngày hôm nay, con sẽ rời xa anh John. Con sẽ trả tự do lại cho anh. Con anh John. John. Anh John. John. Con chạy theo đó đi con. Chạy theo đó đi con. Tụi bay vô đây tao biểu. Đứng lại. Tụi bay làm cái gì hả? Làm cái gì mà giống như mở cửa mã tao vậy hả? Tí uống nước tí. Đứng im nghe tí hỏi. Hai đứa tụi bay
quen nhau lại hồi nào? Đứa nào quen trước, đứa nào quen sau? Quen nhau bao nhiêu lâu rồi? Cho tao biết coi. Con mới quen tiếp. Mới quen mà thân nhau như vậy đó hả? Vậy thôi, chứ quen lâu rồi. Quen lâu rồi mà sao tao không biết? Dạ, dạ, mới quen 2 tuần. À, dạ, dạ, không, mới quen lại tiếp. Dạ, dạ, được 2 tuần. Dạ, dạ, đúng 2 tuần, trời ơi. Mai xỉu rồi. Xỉu hả? Mai, mày cứ nó vậy coi. Sao Mai, đừng bỏ anh Mai. Nó giả bộ đó. Cô dậy đi em. Dạ, dạ, thưa chú về. Ê, ê, con kia, con kia. Đi đâu? Đi về sao đi đâu với nhà tôi vậy? Con em, quéo. Làm cái gì vậy? Tía đừng la nữa, Mai xỉu quá tía. Bây giờ nè, hai đứa đứng im. Để cho tôi hỏi coi. Hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Nhưng mà sao không nói cho tía biết? Để cho tao mừng chứ hả? Tía nói gì tía? Tía nói là hai đứa quen nhau bao nhiêu lâu rồi mà sao không nói để cho tí biết, tí mừng chứ hả? Hả? À? À? Tí làm con hết hồn tía. Thôi. Nè, bây giờ còn muốn đi về nữa không? Dạ không. Ở nhà không cho hãy thăm đi. Con Vũ Hạnh. Con Hạnh nè. Hạnh. Vũ Hạnh. Trời ơi, con mừng quá. Trời ơi, con bữa nay con đẹp quá. Vũ chút xíu nó nhận không ra luôn á. Vũ ngồi xuống đây đi. Con gặp Vũ con mừng quá. Vũ ơi. Hạnh của Vũ. Chị. Chị, bao nhiêu năm mà con thấy Vũ cũng vậy à? Cũng còn trẻ và đẹp lắm. Còn nói Vũ già nhiều rồi đó. Thôi hai người ngồi nói chuyện nha, để tôi đi chợ mua gì về nấu cơm ăn. Cảm ơn dạ. Bác chị cứ đi đi. Dạ. Con thấy tía má con mạnh khỏe vậy Vũ mừng ghê vậy đó. Ủa rồi còn Gia Linh nó sao rồi? Chắc lớn bộ rồi phải không? Dạ. Bữa nay nó lớn gì lắm. Vũ nó cao tới chừng này của con rồi nè. Cao vậy hả? Để con coi khi nào mà nghỉ hè á. Cái con đưa nó về đây, nó thăm Vú. Thăm ông bà ngoại của nó nữa. Thì vậy nha con. Vú chờ đó. Chuyện mà con với cậu Trôn đó. Hạnh à, Vú nói con nghe nè. Muốn có tình cảm riêng mình á thì không cứ gì con phải nghe lời người khác hết á. Con phải nghĩ tới bản thân, tới tình cảm của chính mình nữa chứ con. Với lại Vú thấy á, con đã sống rồi đã hy sinh cho người khác lâu nay nhiều lắm rồi đó. Bây giờ tới lúc mà con phải sống cho chính bản thân con, chính cuộc đời con đó, biết không? Đây. Ngồi anh. Vô đi. Vô cái gì mà vô? Anh uống quá trời rồi kìa. Thôi không uống nữa. Để đây. Bậy. Uống như đây đâu có nhầm gì với anh đâu. Để anh uống đi. Anh cho anh hai. Thôi anh cho anh hai đừng có uống nữa. Uống rượu nhiều không có tốt cho sức khỏe đâu. Đúng rồi đó. Anh muốn đi vô bệnh viện anh mới chịu hả? Bây giờ vô bệnh viện đối với anh không có ý nghĩa gì hết. Chết luôn cũng được. Không có Hạnh anh không tiếc sống gì nữa. Vậy giờ anh sao? Anh mà cứ vậy hoài là vô bệnh viện chắc luôn. Đến gọi chị Hạnh. Thôi. Gì vậy đưa chai rượu đây. Không có uống nữa. Bây giờ đưa chai rượu. Alo. Ủa chị Hạnh hả chị Hạnh? Em bé hai nè chị Hạnh. Chị Hạnh qua đây liền giùm em được không? Anh cho anh hai á. Anh nhậu từ bữa giờ luôn á. Anh nhậu nhiều lắm. Dạ rồi, chị nhớ qua liền nghe. Em đợi chị á. Đưa về rượu đây. Đưa đây. Thôi, anh có đáng đàn ông không vậy? Bây giờ có đưa chai rượu cho anh không? Đưa đây. Buông ra. Anh cho đi ra. Trời ơi, tôi bó tay với cái ông này luôn. Đừng có ai đếm xỉa gì tới anh hết á. Để anh uống đi. Sao? Chờ xíu đi.
Giờ chai rượu nữa đây. Thôi, thôi không có kêu nữa anh. Anh được uống nữa được không mà. Anh cho anh hai. Kêu một chai mau hết lắm. Kêu hai chai cho lâu hết. Ê em rượu lên lẹ đây. Anh uống như vậy hoài thì làm sao tập trung cho công việc được. Bỏ hết, không có tập trung cái gì. Không có hạnh. Không muốn làm gì hết. Vậy không tập trung lo cho công việc thì lấy gì mà nuôi mẹ con em chứ. Nè, anh uống gì mà dữ vậy? Em mới vừa nói gì? Anh có nghe lộn em không vậy? Em không tránh mặt anh nữa hả? Thiệt hả anh? Bảy hả? Ông khỏe không ông Bảy? Ông có chuyện gì không? Ông làm tôi lo quá. Lo cái gì? Bà hết sức bình tĩnh để nghe tôi báo tin nghe chưa? Ông làm cái gì vậy? Ông nói đại đi. Sao mà cứ úp mở hoài vậy ông? Mấy đứa nhỏ ở đâu rồi? Mấy đứa nhỏ nó ngủ hết rồi. Bên Mỹ bây giờ là khuya rồi ông à. Ông nói đại đi tôi nghe. Tôi muốn bà kêu hết tụi nó dậy cho tôi. Trời ơi, để cho tụi nó ngủ. Ông sao kỳ vậy? Bây giờ ông nói cho tôi nghe đi. Có gì tôi nói là cho tụi nó sao? Mà có chuyện gì ông nói đi. Bà nghe cho kỹ nè. Thằng Bảy nó có người thương rồi. Cái thằng nào? Ê trời ơi, bà làm tôi rối, tôi nói lộn luôn thấy không? Tôi nói thằng John, thằng hai của mình đó, nó có người thương rồi. Cái gì? Có người chấp nhận nó rồi hả? Cái gì đâu mà chấp nhận. Bà làm quá như con trai mà nó tệ lắm hay sao? Chấp nhận. Thương thiệt rồi. Nè, nếu mà thuận buồm xuôi gió là coi như là năm nay làm đám cưới luôn nghe. Ông nói thiệt đó hả? Mừng quá ông ơi. Trời ơi vui. Trời, quá mấy đứa đâu. Cái miệng bạn cứ la bài hải hoài à. Cũng sùng quá. Khuya rồi để con tôi nó ngủ. Ngủ cái gì nữa mà ngủ. Nhà đang có tin vui mà. Đó thấy không, thấy không, thấy không? Ông bà không hồi nãy nói khác à, bây giờ nói khác à. Thì phải thay đổi cho nó phù hợp hoàn cảnh chứ. À mà tôi quên nè. Mà con bé nào vậy ông? Quen hay lạ? Ở xóm trên hay xóm dưới? Mà con nhà ai? À, thôi thôi thôi, bà làm gì mà bà vô giọng cổ dài hư vậy? Hỏi từ từ để tôi trả lời. Nghe cho kỹ nè, hết sức bình tĩnh nè. Nè, con bé nó vừa lạ vừa quen. Mà quen mà lạ mới kỳ chứ. Sao ông cứ cà rỡn hoài vậy ông? Ông nói đi. Vậy nói nghe, bình tĩnh nghe nghe không? Ừ. Con Hạnh đó. Ông nói cái gì? Con Hạnh hả? Ờ. Trời ơi. Quá. Vậy khoái chưa? Bây giờ mọi người đi, em buồn quá. Cảm ơn con à. Dạ. Bác nhớ giữ gìn sức khỏe. Khi nào đám cưới em với Tâm, mọi người sẽ về tiếp mà. Phải đó. Vậy là anh hứa rồi đúng không? Vậy hả? Nhớ nha. Đám cưới mình á là phải đãi linh đình nha. Cũng như vừa thôi anh. Mà đám cưới á là nhất định phải có bác Bảy với lại hai anh chị. Đúng rồi nha. Chuyện này dễ, bà anh chắc vui dạ. Lắm à. Dạ. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, chào bác. Anh chị. Chào anh. Chào nha. Chào chị. Giữ gìn sức khỏe nha. Thôi đi rồi. Mà con đâu tiếng. Chợ có đầy đủ hết. Có yên chí. Khỏe không? Ai cũng có hết. Ai cũng có hết. Ừ.
Cảm ơn anh đã đến với mẹ con em. Anh sẽ luôn luôn yêu thương và chăm sóc cho hai mẹ con em đến suốt cuộc đời này. Đó cũng là niềm mơ ước của tía má và của cả nhà. Làm vợ anh nha. Nhưng em có một ước nguyện. Em muốn đám cưới của mình sẽ làm ở quê nhà. Anh có đồng ý không?